Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chiều ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội kiến với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông. Tại cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế của tỉnh Quảng Đông. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin về kết quả các cuộc hội kiến, hội đàm với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại Bắc Kinh, nhấn mạnh Quảng Đông không chỉ gần gũi về mặt địa lý mà còn có lịch sử gắn bó sâu sắc với Việt Nam, đồng thời luôn là địa phương đi đầu về các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại trong tổng thể bức tranh hợp tác Việt Nam-Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tăng cường tuyên truyền về quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, giữa tỉnh Quảng Đông với các bộ ngành địa phương của Việt Nam, ủng hộ tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, quảng bá du lịch của các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tại Quảng Đông, đẩy mạnh hợp tác giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam đến với người dân tỉnh Quảng Đông. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các đối tác truyền thông, cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh Quảng Đông với các cơ quan chức năng của Việt Nam, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Truyền thông Báo chí Phương Nam, cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn nhất của tỉnh Quảng Đông. Ngày 15 tháng 6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái và thăm di tích lưu niệm trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thăm lại nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc khi đó đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và thực tiễn đấu tranh cho những lớp thanh niên yêu nước đầu tiên của Cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước thông qua triển khai tại các dự án lớn, dự án đầu tư công, công trình xây dựng thủy lợi, phòng chống thiên tai, cũng như các hộ dân xây dựng sửa chữa nhà ở đô thị và nông thôn. Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới để ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng phát triển bền vững, phát huy hiệu quả và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Thủ tướng nêu rõ, phát triển ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng phải đảm bảo hiệu quả, bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, tăng cường xuất khẩu khi tiêu thụ trong nước giảm sút, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, tiếp cận và ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học công nghệ, quản lý, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất, khai thác, sử dụng tiết kiệm khoáng sản, sử dụng tối đa các chất thải, phế thải của ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và chất thải sinh hoạt làm nguyên liệu, nhiên liệu phụ gia cho quá trình sản xuất, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước thông qua triển khai tại các dự án lớn, dự án đầu tư công, công trình xây dựng thủy lợi, phòng chống thiên tai cũng như các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở đô thị và nông thôn. Rà soát lại hệ thống đại lý bán hàng, cắt giảm các bộ phận, các khâu trung gian từ nhà máy sản xuất tới khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Rà soát tiết giảm các chi phí bán hàng phù hợp, tìm kiếm, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng với nhiều nước trên thế giới. Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng, không hạ giá bán dưới giá thành sản phẩm và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước với chủ đề Doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đại biểu tham dự hội nghị, mong muốn các doanh nghiệp nhà nước phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với đất nước và nhân dân. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nhà nước thực hiện 5 tiên phong gồm tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong hội nhập quốc tế và đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả,
tiên phong trong khai thác hiệu quả các nguồn lực đất nước và đi đôi với đó là tích cực đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiên phong trong nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển đất nước. Tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị thông minh trong phát triển doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với vai trò nòng cốt của các tập đoàn, tổng công ty trong quản lý, sử dụng những nguồn lực khổng lồ của đất nước với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu tổng quát của năm 2024. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tới thăm kiểm tra làm việc với Đảng bộ chính quyền quân và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vĩ qua 31 năm xây dựng và phát triển. Vượt lên những khó khăn đặc thù của huyện đảo xa đất liền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, hướng tới mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc, cùng với làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chính quyền, huyện tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, dịch vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đây là điều kiện tốt để người dân yên tâm lao động, sản xuất, sinh cơ, lập nghiệp trên đảo. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đơn vị quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Liên quan đến các kiến nghị của huyện, Bộ trưởng Phan Văn Giang giao cho các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án giải quyết, tháo gỡ. Với tinh thần, đảo là nhà, biển là quê hương, Bộ trưởng tin tưởng cán bộ, quân và nhân dân huyện đảo luôn chắc tay súng, vững tay chèo, bảo vệ, xây dựng và phát triển đảo Tiền Tiêu, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đây là luận điểm sâu sắc, nhất quán và xuyên suốt trong tư tưởng của người về Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết tinh những giá trị đặc sắc của danh dự, sự đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trong sáng của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Mỗi đảng viên tổ chức Đảng cần phải thấm nhuần điều đó và thực hành nghiêm túc để góp phần kế thừa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, trước hết thể hiện ở bản chất và mục đích của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mục đích của người cách mạng là để làm đầy tớ cho nhân dân, một người đầy tớ xứng đáng, trong sạch, trung thành, chứ không phải là mục đích thăng quan, phát tài. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ việc gì, người cán bộ đảng viên đều phải tính đến lợi ích chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết. Điều đó đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Điển hình nhất là gì? Là cái thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thể hiện cao nhất ở cái sự hy sinh phấn đấu của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên cho cái sự nghiệp giành độc lập dân tộc cho đất nước, cho Tổ quốc. Còn trong cái thời kỳ mà cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội thì cũng tiêu chung lại là phục vụ cho lợi ích của dân tộc, phục vụ cho lợi ích của nhân dân và phục vụ lợi ích của giai cấp. Và ngoài cái lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của nhân dân thì Đảng không có lợi ích nào khác, như Bác Hồ đã từng nói. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, cái câu nói đấy nó toát lên tất cả những cái giá trị cốt lõi, mà cái giá trị đấy không phải tự nhiên có, mà bằng biết bao năm sự phấn đấu hy sinh. Nó tạo dựng một cái giá trị mà không ai có thể phủ nhận về vai trò của Đảng trong lòng dân tộc. Hiện nay, có những cán bộ đảng viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện mà đánh mất những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật hơn 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Điều đó cho thấy, để giữ vững bản chất đạo đức, văn minh của Đảng trong bối cảnh mới, việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên
cần phải được chú trọng hơn nữa. Tôi nghĩ cái này phải thừa nhận nó, đi rồi tìm cách chống lại nó chứ không thể là coi nhẹ nó được. Bởi vì nó không chỉ là suy thoái từ một bộ phận, mà nó lan tỏa ra nhiều bộ phận, nhiều bộ ngành, cả một sâu chuỗi những cán bộ trong hệ thống quản trị nhà nước. Và không những thế là còn có những biểu hiện vi phạm pháp luật và bị xử lý, thậm chí là xử lý hình sự, không chỉ là cán bộ bình thường mà kể cả cán bộ cao cấp. Thế thì rõ ràng là khi chúng ta đương đầu với một cái thực tế như vậy thì với bản lĩnh của một đảng cách mạng thì chúng ta không nên chạy. Chúng ta vẫn nói rằng là một đảng cách mạng là phải biết nhìn thẳng sự thật, biết thấy cái yếu kém của mình để mà đấu tranh với nó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Do vậy, mỗi đảng viên, tổ chức đảng phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng để thật sự là người đầy tớ của nhân dân. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Mới đây tại thành phố Tam Kỳ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, thực trạng và giải pháp. Báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết, công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của các cấp ủy tổ chức Đảng. Điều đó thể hiện qua việc hoàn thiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức viên chức trong hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hội thảo là diễn đàn đánh giá những thành tựu hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 14 của Đảng. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông vận tải và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Auto Expo 2024. Triển lãm nhằm tạo điều kiện để các nhà quản lý lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước và quốc tế tìm hiểu, gặp gỡ cũng như cùng nhau đưa ra giải pháp thúc đẩy công nghiệp ô tô Việt Nam. Việt Nam Auto Expo 2024 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3, có quy mô gần 8.000 m2 với hơn 350 gian hàng, cùng sự tham gia của 250 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại triển lãm, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, những thành tựu công nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực và mở rộng quan hệ hợp tác. Một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở khuyến khích mở rộng tiêu dùng ô tô trong nước, hướng tới đáp ứng quy mô thị trường trong nước đủ lớn nhằm tạo dựng thị trường cho phát triển công nghiệp hỗ trợ và phát triển sản xuất, lắp ráp trong nước. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là năm thứ 16 sự kiện này được tổ chức kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện vào năm 2008. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện khẳng định 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh năm nay sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt, là những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng, xã hội để thắp sáng niềm hy vọng, ước mơ và sự sống cho người bệnh. Trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay, có những người đã hiến máu trên 100 lần. Chỉ tính riêng năm 2023, lượng máu vận động và tiếp nhận trong toàn quốc đã đạt trên 1,55 triệu đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tương đương trên 1,5% dân số hiến máu. Những tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 800.000 đơn vị máu thông qua các chiến dịch, sự kiện. Nhờ đó, cơ bản đảm bảo nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh, cũng như công tác điều phối, hỗ trợ máu cho các địa phương. Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14 tháng 6 năm 2024 với chủ đề 20 năm Ngày Quốc tế Người hiến máu, cảm ơn người trao giọt hồng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặt tại địa chỉ 254 Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Trung tâm cung cấp cho người dân, học sinh, sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người dân sẽ được trải nghiệm nâng cao kiến thức về các trang thiết bị hiện đại, mô phỏng tình huống cháy nổ, thực hành kỹ năng thoát nạn và sử dụng dụng cụ chữa cháy. Trung tâm Giáo dục Cộng đồng sẽ hoạt động thí điểm trong 6 tháng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Theo thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người và bị thương 4 người. Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần cho người tiêu dùng, đó là một trong những sứ mệnh mà Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk luôn hướng tới. Và để hiện thực hóa mục tiêu này thì suốt nhiều năm qua, Vinamilk đã không ngừng hợp tác và đồng hành cùng các đơn vị, các cán bộ y tế và đặc biệt là Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sau 5 năm đồng hành, Vinamilk đã hỗ trợ câu lạc bộ điều dưỡng trưởng tổ chức hơn 20 chương trình tập huấn cho hơn 3.000 lượt điều dưỡng, nhân viên y tế khắp cả nước. Hai đơn vị cũng cùng xây dựng và xuất bản hơn 2.000 quyển sách, tài liệu truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng, từ đó ra mắt nhiều mô hình về truyền thông giáo dục sức khỏe dinh dưỡng, thí điểm ở nhiều bệnh viện như Nội tiết Trung ương, Nhi Trung ương và Bạch Mai, được kỳ vọng sẽ trở thành điển hình để nhân rộng ra các bệnh viện khác trên cả nước. Vinamilk cũng hỗ trợ chúng tôi để cho điều dưỡng trưởng tiếp thu và triển khai toàn bộ các cái nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về điều dưỡng ở trong bệnh viện được tốt hơn. Trong đó có chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý, truyền thông tư vấn giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng bệnh lý của khối điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên cho tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong toàn quốc. Với định hướng kết hợp viện dinh dưỡng và y tế, Vinamilk hiện đang đồng hành cùng hoạt động chung tay với hơn 10.000 nhân viên y tế, cùng gần 200 bệnh viện, cơ sở tổ chức y tế trên cả nước, với mục tiêu nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế về chuyên môn và dinh dưỡng, cung cấp các giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho từng đối tượng, hỗ trợ các chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu để phòng chữa bệnh hiệu quả, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Tại triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Expo 2024 vừa qua, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm theo thương hiệu, thì ngành hàng sữa Việt Nam với đầu tàu là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk cũng đã có những cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào các chuỗi bán lẻ, phân phối và cung ứng toàn cầu. Dù không phải là quốc gia có thế mạnh về ngành sữa, song gian hàng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tại triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế lại thu hút được đông đảo sự quan tâm của khách hàng quốc tế. Trong số đó, có nhiều chuỗi bán lẻ hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Nhật Bản, Australia, Dubai. Một số đơn vị còn chủ động kết nối để xúc tiến các bước giao thương tiếp theo. Trong dịp đến Việt Nam lần này, tôi đã đi thăm nhà máy, trang trại của Vinamilk. Tận mắt thấy quá trình làm ra sản phẩm, tôi hiểu vì sao Vinamilk luôn cung cấp được những sản phẩm chất lượng, đúng hạn và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường chúng tôi. Thực ra thì bước đầu bất kỳ một nhà mua hàng nào họ cũng quan tâm về vấn đề về giá cả là cái mối quan tâm trước, nhưng mà sau khi Vinamilk tiếp cận bằng cách là chia sẻ những cái chiến lược phát triển bền vững và chia sẻ những cái vùng nguyên liệu về cái quy mô sản xuất, thì lúc đó khách hàng đã có một cái sự thấu hiểu cái giá trị bền vững, những cái giá trị đóng góp cho xã hội. Như vậy thì khách hàng hoàn toàn hiểu và họ đồng ý hợp tác với mình về lâu dài. Để các doanh nghiệp hàng đầu cả nước gia nhập và trụ vững trong chuỗi cung ứng của các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, đòi hỏi rất lớn không chỉ ở năng lực, quy mô sản xuất, sự cạnh tranh về giá thành, mà còn ở việc đón đầu những xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới. Và đây cũng là một lợi thế lớn đối với Vinamilk khi là đơn vị đầu tiên có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon. Khi Vinamilk chia sẻ cái kết quả là nhà máy sản xuất của Vinamilk đạt về trung hòa carbon, thì các khách hàng của Vinamilk đưa ra một cái yêu cầu là có thể là đưa cái logo về trung hòa carbon lên sản phẩm để mà họ có thể truyền thông luôn trên sản phẩm đối với người tiêu dùng. Thì cái điều đó phù hợp với lại cái chiến lược phát triển của họ, và họ nhận xét rằng là tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng phải đạt về trung hòa carbon hết, thì cái sản phẩm cuối cùng tới người tiêu dùng mới là sản phẩm trung hòa carbon. Tôi thực sự ấn tượng khi biết rằng ngành sữa Việt Nam đã có những trang trại, nhà máy đầu tiên đạt trung hòa carbon. Đây là một bước tiến rất nhanh. Tôi cho rằng mỗi quốc gia đều có vai trò và cần hành động để cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững cho thế giới.
đón đầu xu hướng tiêu dùng thế giới, đầu tư cho phát triển xanh, phát triển bền vững, gia tăng giá trị và lợi thế dài hạn. Nỗ lực này từ các doanh nghiệp đầu tàu cả nước như Vinamilk đã giúp mở rộng cánh cửa cho các sản phẩm của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.